Entertainment. Welcome to công ty Nay Xem Mày Xài. My name Mr. Trường. Xin chúc cô Hương một đời an yên, sức khỏe dồi dào. Chúc cô Hương năm mới đạt được những tất cả gì mình mong muốn. Muốn gì được nấy. Mơ gì có nấy. Thôi cũng nhậu nhiều rồi. Thôi giờ chúc cô Hương tất cả nha. Rồi mọi người kế bên. Công việc thì lúc nào cũng thuận lợi thành công. Happy birthday cô. Năm nay là cái năm mà không có em bên cạnh cô, nhưng mà vẫn chúc cô là gia đình hạnh phúc, cô vẫn đón những cái niềm vui trong cuộc sống của mình. Chúc cô mãi hạnh phúc, mãi xinh đẹp, mãi cười tươi, đừng buồn cái gì hết. Mọi người tiếp theo. Happy birthday chị ba. Chúc chị ba tuổi mới luôn xinh đẹp, luôn hạnh phúc. Chuyện cũ bỏ qua. Chúc chị ba tất cả. Qua. Mọi người chúc ngắn cũng được, cứ chúc đi, chúc ngắn cũng được. Chúc cô em ở chúc cô sinh nhật vui vẻ. Bạn sự như. Ủa chúc Tết. Vui vẻ gì vậy? Mới vui vẻ. Ba gà. Dạ năm dạ bạn dạ, dạ. Dạ, tuổi mới em chúc chị ba vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Em chúc cô thêm tuổi mới, thêm tuổi mới đến đầu tháng đó gì cũng đẹp. Chúc cô cả nhà càng xinh đẹp và có nhiều thành công trong cuộc sống. Nhìn không? Chúc cô sinh nhật vui vẻ. Chùm cuối phải để cuối. Năm nay là chúc chị đã chúc rất nhiều rồi, nhưng mà là muốn cái quãng đường tiếp theo của chị là luôn luôn được nhiều nụ cười và gọi là nhiều cái màu sắc muôn màu đẹp hơn, và những cái chuyện gì đó mình không vui thì mình cứ gấp nha chị nha. Và đặc biệt chúc chị rất rất nhiều tiền. Nói chung thì tất cả mọi chuyện gì xảy ra, chị có buồn thì vẫn là tụi em ở bên cạnh. Trời. Happy birthday chị yêu. Hôm nay tụi em á. Cái chuyện này không bắt máy. Tụi em ngồi vậy nè, đi nè. Để chúc mừng sinh nhật chị. Nhớ cái gõ này bên ông Thiện không? Không mà chị em nghe nè chị không? Em nè, em nhảy lắm. Trời ơi, nó quay cần đỏ rồi hả? Quay đây, quay đây nè. Em biết đó. Không bự vậy. Giờ em bắn đi. Rồi bây giờ hát tại đi, hát thử đi. Em nãy giờ bắn kìa. Anh đổ. Anh đổ xuống nè. Anh đập mà. Trời ơi, trời. Anh ơi, em bắt nhẹ ta. Em ơi, em ơi. Em hỏi chị. Anh ơi, em đi đẻ luôn. Thở xong là đi đẻ luôn em ơi. Đẻ thiệu sáng. Anh bắt nhịp happy birthday bây giờ làm mày. Đến làm cũng phải đường. Happy birthday. Happy birthday. Xíu và nó hơi nhoi một chút xíu, nhưng mà là đầy không khí vui nhộn, thiếu mặt của một nhân vật chính. Tại vì cái này là em làm cho chị bất ngờ. Đây tụi em bây giờ sắp sửa tới giờ men một cái là tụi em đã đợi 2 tiếng đồng hồ rồi đó chị. Đợi ơi nãy giờ đợi, đợi chị ơi tụi em đó, tụi em không có để nào mà cái ngày sinh nhật của chị qua. Em đợi chị rồi. Đợi từ nãy giờ 2 tiếng hả chị ba? Tụi em hùng hổ không? Nó đi ăn trước không có đi từ từ. Một chút mà tụi em có lên phường chị ba nhé, lãnh tụi em về nha. Qua luôn đi, qua, quay lên trước kìa. Em nha. Chơi nè, hãy vô đây cô Hương nha. Chơi
vô là vô. Cái bữa tỉnh vậy? Anh em bữa tỉnh rồi. Má đang ngủ thì ngủ một cái bé.
Ủa nghe đồng đội em tưởng chán nhạc thiệt vậy. Chứ ở đâu mà tụ họp đông quá vậy. Ai tí một chút cô đi. Chúc mày đó, tụi người chúc cô đi. Tụi người chúc đi. Thôi nè, tụi em không có gì chúc cô. Em có lời chúc thôi. Chúc cô cả hai được lòng sẵn cao. Chúc mày tí nhiều cô rồi. Và luôn luôn là có vui vẻ trong cuộc sống. Chúc cô cả. Nếu ơi biết gì bắt thằng Hiệp qua nó chụp hình cho tụi mình nha. Giờ đi nó ngủ. Rồi, tính thử theo. Cụ duyên nhiên thôi. Duyên nhiên má cũng mày. Đấy là một lời hỏi chị. Chị má không biết thôi được. Chúc cho bạn chị gặp mẹ. Chúc chị ba bên dọn vui vẻ. Chúc chị ba luôn vui vẻ. Đang tên nó nghèo quá chị. Người nó thiết thật luôn á. Nghe tan tên đi. Nhìn mình không tan. Chúc mừng cả nhà ngày xinh đẹp. Cũng mừng. Giờ chưa có xong nữa. Rồi. Tôi đi chơi rất là nhiều. Tôi đi chơi rất là nhiều. Đừng cái bóng đây em bắt vào nha. Tại sao? Trời có mày nữa hả? Sức khỏe là hợp tác nhiều lắm. Chúc mừng sức khỏe. Cái con cái gì luôn. Cái gì vậy bà? Ôi chị đâu mấy chân ngon. Cái chân kia ghê quá. Dạ. Trời ơi chị đó. Trời ơi chị đó. Trời ơi chị đó. Trời ơi chị đó. 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 Năm nay. Chúc cô. Chúc gì giờ tết. Nhưng mà lần đầu tiên. Ôi chào mừng mình mỗi người hả cái gì vậy à sống vui vẻ thử vậy đó thử con nè lần đầu tiên chưa hề đứng trước máy quay này trước đây nha năm nay chúc cô muốn gì được đó muốn cái gì muốn thằng nào sẽ được đó trời ơi thôi mấy thằng ông bên vẫn muốn gì đó nhau nhớ nha nói cô nghe nãy giờ á nãy giờ á tất cả mọi người đợi cô là ba tiếng đồng hồ ngoài quán. Trời ơi. Cô biết chuyện gì không? Sao tiếng cô nhớ chạy cái điều quá. Cái vụ đó tay rồi. Cô mà tiếng đó. Ủa vậy là chúc sinh nhật dữ chưa? Không dữ. Mãi chúc xong mà cô nhớ cái điều quà chị. Mà tay đi rồi. Chị hai á mà xưng là em. Mẹ ơi, đôi tay ngủ lớn. Chị dâu mà chú chị hôn sao? Nó lớn lắm. Chị hôn sao? Còn Dung. Còn Dung nữa, mày quay cho Dung đi. Chúc gì? Chúc cô sinh nhật vui vẻ. Đừng dốn nữa. Trời. Sao mau lấy mình xe. Thôi đi. Cô chút đừng vốn đừng để cô đi kiếm thôi được. Đừng có khỏe, đừng có khỏe. Đừng có khỏe cô ơi. Thôi lúc này chạy. Rồi tới anh Trương rồi anh Trương lên. Chú nghe. Chú từ trước nghe. Từ trước nghe rồi chúc lại. Rồi thôi tặng chúc Tết luôn đi. Các bạn đi xây sẵn rồi tặng em chúc Tết chưa? Rồi. Đó, đây đây là anh hai. Chúc nhiều mà, đói ăn chúc. Cũng có ba mang trong người mà lời chúc là mạnh thật. Thôi chúc cô tất cả cho tụi mới. Ước gì được nấy, mơ gì con nấy, lúc nào cũng hay đẹp. Nhiều quá. Đó. Mình đi hát xương rồng cái gì giọng nổi được. Chút đây, chút đây. Ôi, mắt kiến nó vô chút cũng vậy. Ôi, mắt kiến. Ôi, mấy quen, mấy quen, mấy đã bà thế mạnh mấy. Ôi, kiến. Đây là bà bầu quốc đa, em dạy cho ngủ. Dạ, cũng tú em, tú em cho em. Đây là bà bầu đú chen. Một giờ đêm chưa ngủ. Rồi. Rồi đây 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 là anh Bi. Anh Bi vô đi Bi, nãy anh Bi chúc hay lắm mà. Ủa đang ngủ mà sao. Hai chút đi, anh nói nhiều quá. Trời. Thiếu cái nào nhiều cái đẹp. Chút. An nhiên ngủ ngon được rồi.
Ơi, sang nó bỏ chiếc nhẫn của cô cho nó năm ngoái nó trả lại cái gì được không sang? Rồi sao?